hàng loạt vụ ngộ độc với hàng trăm người nhập viện, nhiều ca bệnh nhi diễn tiến nặng. Nắng nóng cũng là thời điểm vi khuẩn dễ sinh sôi gây ngộ độc. An toàn thực phẩm mùa nắng nóng, vấn đề cần được hết sức lưu tâm. Chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Xanh, một chương trình hoàn toàn mới của hệ sinh thái kinh tế VTV Money. Thưa quý vị, ăn ngoài đường đã không còn quá xa lạ với nhiều người bởi sự tiện lợi và nhanh. Chẳng hạn như chỉ cần ghé vào một hàng quán là chúng ta có ngay một bữa ăn như thế này. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, hàng loạt vụ ngộ độc xuất hiện đã khiến nhiều người lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm đường phố. Cầm tay con và lo lắng liên hồi vì sợ. Người mẹ này đã trải qua những giờ phút ám ảnh trong một buổi chiều khi cả hai con cùng bị ngộ độc. Cùng ăn một chỗ bánh mì đó lúc buổi chiều á, là hai đứa mỗi đứa ăn một ổ xong. Là sáng lên là hai đứa đều bị giống nhau, một trạng thái giống nhau luôn mà. Giờ đứa thì đứa này nặng hơn đứa kia. Mà đứa kia cũng rất là nặng luôn. Chị rất là sợ. Lo sợ ám ảnh cũng là tâm lý của hàng trăm người nhà trong vụ ngộ độc này. Nhiều người không nghĩ chỉ có ăn uống vào một buổi chiều mà sự cố xảy ra nhanh, nặng nề. Trong thời cuộc bây giờ ăn uống rất là sợ, đi ra đường ăn hay đâu đấy. Nhiều khi mà người ta uy tín 10 năm mà một ngày mà không uy tín thì cũng đổi. Đâm ra cái ăn uống rất là quan trọng. Đâm ra bà con ai có làm ăn uống phở gì phải rất là cẩn trọng trong từng chọn. Thích ăn sạch, nguồn gốc rõ ràng. Còn đây là các bệnh nhân đều là học sinh tại 4 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Trong 15 em học sinh, có 10 em có ăn cơm cuộn và bánh mì trước cổng trường. Là ăn cơm cuộn ở cổng trường á. Tại vì khi bé ăn thì hôm qua có hỏi lại bé, bé có nói là lúc mà con ăn con có cảm giác nó có cái vị chua chua rồi, nhưng hai cục đầu, nhưng mà bé nói là nghĩ là cái vị nó của tương cà, cho nên là bé cũng bỏ luôn ăn, rồi bé đi uống nước, bé chỉ ăn hai cục thôi đó. Chứ nếu mà ăn nhiều thì sẽ, nghĩ là sẽ cái tình trạng nó sẽ nặng hơn bây giờ. Thời gian gần đây liên tục ghi nhận những ca ngộ độc thực phẩm. Theo các bác sĩ, thời tiết nắng nóng đã tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển và khiến đồ ăn dễ bị hư hỏng khi để ở nhiệt độ ngoài trời. Trong cái mùa hè nắng nóng thì vấn đề lựa chọn về cái thực phẩm thì cũng rất là quan trọng. Thứ nhất là mình phải lựa chọn cái nguồn thực phẩm tươi sống, có nguồn gốc, đảm bảo vệ sinh. Thứ hai là khi chế biến thì mình phải rửa sạch cái thực phẩm đó và mình nên ăn chín, uống sôi. Và khi mà thức ăn có mùi hoặc là có cái vị lạ thì mình nên ngưng và bỏ cái đồ ăn nó đi, không nên tiếc mà ăn thì sẽ dễ bị ngộ độc. Sau khi được các bác sĩ xử trí truyền dịch, cho dùng kháng sinh, tất cả các bệnh nhân đều giảm nôn ói, sinh hiệu ổn và tiếp tục nằm lại bệnh viện để theo dõi. Tôi đang có mặt tại một phố ẩm thực. Thời điểm này thì nắng nóng rất cao cho nên là nhiều nguy cơ về an toàn thực phẩm khi mà vi khuẩn dễ sinh sôi nảy nở. Chính vì vậy mà các hàng quán tại những cái phố ẩm thực cũng đang tăng cường triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn. Các hàng quán này hiện đang tăng cường lau dọn, khử khuẩn. Ý thức được mùa nắng nóng thực phẩm để bên ngoài nhanh chóng ôi thiêu nên thức ăn luôn được các hàng quán bảo quản trong các ngăn mát. Chẳng hạn như ở đây có đậu hay các phở hay mình phải luôn luôn giữ là nó nóng và ăn tới đâu là mình chiên cho khách tới đó để đảm bảo là người ta ăn được ngon mà nó an toàn nữa, chứ không có mà làm sẵn hay là bày gì để mắc công rồi nó không có vệ sinh. Còn với quán ăn này, hai tủ mát hiện cũng đang được hoạt động tối đa công suất. An toàn thực phẩm là điều tiên quyết trong những người kinh doanh thực phẩm phải thực hiện tốt để tránh những cái sự không mong muốn xảy ra mà nó ảnh hưởng tới xã hội và đôi khi cả người thân của mình nữa. Với các thực khách, thời điểm này lựa chọn quán ăn bên ngoài cũng chú ý đến điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm là ưu tiên. Mùa nóng rồi, nói chung là ăn ở nhà đó thì nó cũng sẽ bảo đảm an toàn hơn. Còn khi ăn ở ngoài thì nói chung là hàng quán cũng phải sạch sẽ xíu, tại vì cái mùa này nóng là thứ nhất rồi thì vi khuẩn sinh sôi nảy nở nhanh lắm. Đồ ăn để ở nhà thật sự để rất cũng rất là mau hư. Thì nó
nói chung là đi ra ngoài quán ăn thì cũng phải là lựa quán mà ăn để cho nó an toàn, chứ không phải là quán nào cũng ăn được. An toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe, khi xảy ra sự cố có thể dẫn đến chết người. Ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các hàng quán và người dân cũng được khuyến nghị chung tay đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, như ăn chín, uống sôi, chọn các thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo an toàn trong quá trình chế biến.